ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំនៅណាអុយរីវីយូទៀតហើយអានឹងគឺខ្ញុំមកសម្រាប់បន្តរឿងរីកជន់ក្បាលតងោដែលជាភាគទី15ហ្នឹងណាកុំអោយខាត់ពេកយូរយើងចូលមកកម្មវិធីដំបូងទាំងអស់គ្នាទៅដល់នៅភាគនេះយើងបានឃើញផ្ទះចំណាស់មួយនៅជកែភ្នំហ្នឹងណាហើយយើងមើលទៅកន្លែងហ្នឹងដូចជាកន្លែងទូទាយយ៉ាងម្នាក់ហ្នឹងក៏មានឈ្មោះថាស៊ីបាបាវ៉ាដែលជាអ្នកទូទាយដល់ពូកែបំផុតណាហើយក៏គាត់បាននិយាយថ
tại có bạn dễ tha tại cầm đây chỉ mới nâng lại bởi sao sớm mất cứ sao tại trái nhá hay dùng bởi tại ông bồ bỏ chính chọn cả trong cục rung phần đấy đây bạn tọa mà dương của bạn khơi cầm mì xin nâng bánh mà chọn một bỏ quát đó nà bạn tại bạn bình nâng cửa đây ghế bạn tọa mà tiết dương bạn khơi mì xin cho ra mình tên đó nà cứ bạn sẵn đào mà rồi một quát bạn tại cốt nâng ăn miên là bỏ bạch em tích ghế cốt miên tại đó chỗ nâng sao tại tưởng ăn nâng mà ai thơ ấy bởi sạch bạn á cốt cả bạn tại lẽ mà nô mình đã ai cật chặt bởi sạch bạn nhàng nghĩa nà bên đây dương của bạn khơi như rục liên quát hay nè tưởng ăn miên xã tì lên lên thả nà kê cốt cứ nè khá hàn thả nà ai bỏ dơ nà cứ chả tựa bỏ dơ nâng ấy hay bê đã cốt cho mà đọc liếm cứ cốt mình cho thì ai chả rắc khmượt bỏ cốt nà vì nè đai kê hà thà cổ mòn tà rái đai mình ai bịp tâm bán nà dương khơi đà rút phía tình nâng cậu đăng thả bày sạch nâng việt thông bản nà đai vì xua chả tựa thà ta nên chả nà kê tại chả tựa cốt ạc khoa lấy cốt dễ thử sắp thơm đắng á khá sả mà có màn hà chả tựa ở tà lập tà vinh á hay bê nâng cứ cốt nâng khăn mình tên đại sang thà vì tử bố nâng thà ôi cốt màu bằng crap bày sạch chấm lấy đại tập tập hiện bày sạch nó cơ bị lưu kê thà cốt chỉ bày sạch chấm lấy cốt gặp rạp thà cốt cứ chỉ sạch bổ rán á hay cốt chỉ nè cực cồng đại nội sơ thằng ọ chả tựa cơ thà hai viêm mệnh bày sạch nâng kê nhẹ bằng to thà kê chỉ nè cực cồng phộp ní á hay chả tựa khăn mình tên cơ thà mình khơi nhầm bông dễ tử sắp tê ấy ọt sẽ kìu thoa mến hay cốt dễ thà cốt bất chỉ hót nơi đường rương nâng á hay cả bất tử sắp tử bên nâng bay sai nâng kê cả on một mặt chợ hay dễ thà chập bẩn ở lên dễ tử sắp chập nữa chợ tư cần dễ thà chợ cá ai nâng miên tành hạ ai mến bàn mau chợ mà lại rồi cả ai trong một phơi nhóm bên nâng bay sai cái thà còn một thôi khăn hạ ai bớt sợ này trong rốt nổ chợ tư lửng trong khăn mình tên ăn thàn nát cái trong rốt đó hay bay sai nâng cả ban dưa chân mà trong chân chợ tư dưa na phần tay cứ chân trời chợ tư thế cứ có nó ban ho mà nó khẩn lời bay sai nâng cần dễ thà lúc ra tại ai cả đã thôm mà bạn ai sẽ lập cái bàn bên nâng chợ tư thàn trắng chăm quạt chun tam sơn đồng bầu bên nâng bay sai cái thắng cùng dễ lên sai ấy bây giờ con cầm chân phơi bị nong mọt con món nằm mờ tơ đôi ạch cài bắp bắp na này lệ mà căn phần đấy na phần tay mình lệ chăm chặt tưa tết lệ chăm bởi sai nâng ngọt bởi hay chặt tưa cả tháng đôi lộ bay rồi liền chín bắp năng ấy tò mò con cả khơi kê hoa mà vô quạt hay cắt thơ không mờ chân á dương cái lệ mà căn tên nó có bùn phun nong này với na cứ chưa cả lành hạn côn nổ bò nè cả hạn bang dương na bên nâng con cả bông tập chân bạch côn oi sai tầm á chỉ mồi nâng kề nở mờ còn dây thang này chỉ bạch côn là con chăm mà hai nè tầng pi bởi hai chỉ riêng lứa na bên nâng sai tầm á con dây thang nâng chỉ vậy để lộ chăm mà hai miến mờ tơ đôi kia của bông lụa ti liên ai muối na hai bên đang cọt cả suối cái nơi thà ta anh ai chập ót cọt đang đằng chọp ấy cái nơi cả thà cọt đang lại chọp đôi khi bàn tay cọt đang mình trong ban ca cà phê luôn đây cọt trong ban ở cầm láng khăng đôi chia cả đạp đai lục rú cọt đó nè chàng cô đây chỉ sợ bỏ ban nó cứ cái khăng mình tên là sa đà cái nơi đang dậy mừng như bạch côn rú kế na trong quay cái nơi bàn tay cái nơi đang còn tại chập còn tính đang cứ cho tranh bát đây bên đang cái nơi có suối thà đang anh ấy chỉ sợ để cầm pu luôn á bên đang có sắp tại bạn có thà mình tên sa cầm pu bỏ cọt đang ở lâu nó không phải để sa đà kế đang ban vây sa thằng ó hay cọt cầm đang chơi ngày nay sắp xem tiếp cái khác cả chụp tờ sai đám số ta cái khăng ót hai chmu ấy quạt gặp rạp hai chmu cà rô na hay dương các bạn khơi một quạt năng anh ba còn giấy tha cà rô cứ cây che các bạch côn được ót để quạt ba mừng ri đó na hai bên năng sai đám tha chẳng lô cua tại tục bạch côn luôn anh tao bờ rồi chấm na bên năng sao cây cặp cái tha cứ quạt mẹ hai sản niêm tha chẳng côn rạp đây kia nè khăng han thana e rang tị bấy na chấm này lô vinh tập tại khai tại kia nè khăng han thay thay ta ấy bên năng gặp sập tại bán còn giấy tha chồng giấy tờ cứ sai đám cái khăng chuyện nhom đập đôi đòn nó tập mò cỏ côn sao có thang giấy mềm giấy lê lực rú liêm liêm nô miên cái hai chmu bán nè bên năng cọt cả ban prap tha cọt mau bị khang sma cốm cứ khang sma cốm chơi oi nè khả năng thân ai thằng oi nó tự cho rùm nơ ti nạ ca cả đa bây giờ cọt hơn cái nó cọt cả hai tao tại mặt đang tờ chấm này ai bán với cọt cả ban prap ở con sa cọt nó mưa thay đuôi chơi chỉ nó cọt đấy na hay cái nó cọt ban và búa sai tầm ai tao đây đời sai tầm mưa tới đôi chưa cầm rạch nĩa na hay sai tầm má ok đấy cọt ở miệng ai thơ phong lại ní sai tầm má lôi đó lại cái đoàn đặc kê oi mo chấm muối sao năng đa cả đa cái thơ đôi mây kê chẳng á na bên năng cọt làm tại chụp chấm muối năng nè khả năng mà nè tiệt đời thân ai đá na mang màn giải thang khan chụp này vui hay atomic samurai bên nâng có tham mà nội dung nâng cứ chmu kể nó mèn ở trong mà nẹt tết chmu ấy bên nâng cột gặp tham mà nẹt tết cứ thạ bí có chmu thật sai tầm mà bàn tay cột mèn tết cột sọc búa nè cột nâng lần đó nạ e chập chập sai tầm mà bàn giải tha đi đi bàn sọ nẹt bàn về cái đá hết cột trong tay chạm tay kia bàn tay kia chạm tay mùi có tết kia chạm tay tay mùi nẹt đẹp láng tê cột tha chạm bên đại lần đó nạ e sơn nè chạm dơ nó xoa cô mà ai ở bàn trầm trở bên nâng cột đã chơi hết còn gì cột mèn chỉ mình nuôi cái đá tê cột tập tài sầm bờ lần bên nâng sai tầm mà thắng sầm bờ lại mèn mình nuôi cái đá ơi cái điên được bằng chứ tôi có ban thao sai tầm má là cái hình chơi sai tầm má mọi đại diện này khan thân bí nữa bởi cái hình chơi cuột na tại bạn đại sai đây nhầm đó ngay lúc mọi tin ít còn ở trong tất na chỉ muốn đại khan thân đôi chỉ
phụ dương tế bà sẵn sọc nhóm chạy trên tớ vần tay sai tầm á có thẳng nắng kê chơi là mấy tóc con cháu kê nó có thay con chmô tơ là đô trên nạc là hàn thân ai rèn tì phí nè chứ tư có bạn giới thay con mấy mặt thổ tế bởi nâng kê nó có thay niên bàn sử lạp bây sai đôi thăm ở bôn phơ chất ở bó niên nè niên cứ chia bùi xa mũi đè nhẹ đăng luôn hay căn cắp nâng ai tin vô thăm ở bôn phơ chất vần tô bì nè nôm hơi con có bỏ bùa sai tầm á cho tớ khăn ổng bê nâng sai tầm á có rốt tơ hay ở trái tư dương có thay ế chóc xanh mấy các bạn ấy sát khi nhầm chẳng bê đè con chô mà đó nhiều bạn khơi nhạc ra hàn chỉ tràn thân ái nè hay sai tầm á yếu lê mơ kê mơ anh chẳng hắn là sống khăn nâng côi nâu các bà tội đôi chì mê bong thông kê chẳng hắn là tèm là anh lại tiệp chừng kê sao nhạc là hàn bùi nạ tì đồng bơ có bàn giải thay nè chìa ca để có bàn nó chật kê nó nè kìm nè kìa nè dương có thay hẹn đại cờ kê mà tì ní hôm nay nhạc là hàn áo có hôm dương cư thân ạ tì đập rám nhạc là hàn nè có trở nạ thân ạ tì đập bốn hay cất cất nông chất hai chứ mô sai tầm á đôi chìa sử linh cả đằng chẳng hôm nay nhạc là hàn sọ về ní cư có trở nạ thân ạ lệ đập bấy nhạc là hàn áo chắc cư có thân ạ tì đập bì hay còn giải thay miền nạ kê mà nẹ phòng nhạc là hàn có được chú nhớ nó cư trở nạ thân ạ lệ đập mũi hôm nay nhạc là hàn thân ạ đập cư chứ mô thà bê chú nó nhằm là hồn mòn chấm nay nhạc là hàn lệ phẩm bốn có mô tất đồ mình nơi dôn tái nó chấm nay nhạc là hàn lệ mấy có thà nhạc là hàn sạch chú nó chốc nhằm sọ ai lệ mấy cư khính lệ phẩm bốn cư mê đai tay còn bàn màu tê chấm nay lệ phẩm cư à thờ rì của má nó cột chong khơi nhạc là hàn lệ mùi nhạc là hàn lệ bốn cư tô mê xâm rái đại con dễ thà băng và hai chồng bàn sạch mây tí rơi chấm nay nhạc là hàn lệ bấy cư băng dơ nâng ánh băng dễ thà mấy cặp bụi dương tự ác nê trơ nà tí nỉ bê nâng có dạy tư có thà cất mảnh đằng ấn cột ban cho các nghe tặng ác làm bê rong trăm tí nỉ pi máu hay nhạc là hàn lệ mùi dương cư bà màu tê sao tầm ác có xô ta cột ác ngâm tay bản ơn hay sao tầm ác cột cư thân ạ bí chấm nạc nạc lê học tập bấy á nà tọa mơ dông ăn khơi khăn tầm ác cũng cột bàn đờ chô mới hay cột xông tốt đẹp ôi rong trăm dưới nè sao ta cột nâng rồi bộ tè rô nhạc là hàn pi nhạc tiết cư lệ mùi nâng lệ bà mùi tè rột khơi nghe à lỡ cột chọc rong trăm ác còn dễ thêm phát đầy lỡ cột bông miên bạnh ha cư cột trơ ca ôi nè đà miên chùm nín thân ạ ai thằng ơ nâng chùi cột bần tay lượng ní cư នៅឱកាសនេះណាពួកគាត់នឹងអត់បានទៅថ្នាក់អេសទីទេអ្នកខ្លះហានអកហំគាត់ថាបើសិនតែជារឿងអត់ប្រយោជន៍ណាគាត់នឹងកំទេចទីនេះចោលដោយសារតែរឿងនឹងអីមិនគាត់អត់បានមើលប្អូនគាត់លេងចាណូណាជាទឿថាសមត្ថភាពលោកនឹងអាចកំទេចទីនេះបានដែរព្រោះអកហំថាតិចបែកក្បាលចាអីចំនួនឡើយជាទឿខឹងហ្មងណាគាត់ថាបើខ្លាំងស្អាតមករសសាគាត់ថាឥឡូវនិយាយចំណុចសំខាន់មកខាងសមាគមគាត់បានប្រាប់ថាគឺលោកយាយស៊ីបាបាវ៉ានឹងគាត់បានស្លាប់បាត់
ca tu ti khang sa ma kom ko ban nhai tha men chang te kư kroy pi lok yai ban slap nung kư kot ban mon sa ka tu ti muay na pe nung kư sai ta ban ko su tha ta lok yai nung chi na ke chi neak kha dae men uri pri ko tha ot dang men ai lok yai si ba ba wa nung kot kư chi neak tu ti da khlang bomphot ha na khang krom han darai leu phan dai nung ka vi pa ha robop bai sai khang sa ma kom ke ban bon chea tha ka tu ti robop lok yai kư tram tram 100% chang ha ban kot nung ban chua angkre ko doy chi ka phie ba da pisah na hai kroy pe da kot slap nung kư kot ban mon sa tok ka da muay da kot ban ti chi leuk chong kroy na hai kot ka ban da ka da nung oi neak tang ok ni an tau hai puo neak kha han yeung ko an tha phop phan dai nung mien panha pe nung atarik ko ma ko tha rueng chkuot yo ai nung ta khnyom ai ta veng ban ot khnyom trou mien kru ko sal tien na khang sma kong kot ban nyei tha khnyom dang ta lok mien mnuot pantae ba lok tveu ka ngie ni mban te lok neu tae mon ton dang kdai pe nung kư ke khang khlang na khang sma kong ko tha kom a khang ai do sa ta lok yei ko tu tie trou 100% na do sa lok mon nung ko tu tie tha mien kru mon darai tae muoy chumnuon te pantae kư mien neak slap tran chamnae ai lok ni veng kư kot tha mien panha អញ្ចឹងប្រហែលជាវាលើពីកម្រិតនេះទៀតណាហើយគឺគាត់នឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល6ខែទៅមុខទៀតណាដើម្បីការប្រយុទ្ធនឹងតែអាត្មាគាត់ថា6ខែទៀតនឹងថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកគាត់ក៏បានសួរតាតាសៃអាត្មានឹងជាណាគេពេលហ្នឹងក៏យើងបានឃើញថារនជួយអាគីណាណាយើងបានឃើញការិយាល័យកដាលនឹងគឺត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតាពួកបិសាចស្លាប់ដូចជាពួកស្ទៀងអន្ត្រីនឹងខ្លែណាគាត់ថាពួកគាត់ថាគឺជាស្ដេចលើមេណាពេលហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាចង់ឲ្យកូនចៅគាត់នឹងទៅលុបបំបត្តិអ្នកខ្លះហានទាំងអស់ចោលទៅដើម្បីគាត់យកទឹកដីនឹងធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងពេលដែលពួកគាត់នឹងបានហើទៅក៏ស្រាប់តែឃើញកូនកូនរបស់គាត់នឹងគឺធ្លាក់ពោកមកដីអស់ហើយពេលហ្នឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ថាតើណាគេដែលហ៊ានមកវិវាហាគាត់ណាតែនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងស្រាប់តែគាត់នឹងប្រេះក្បាលជា2ហ្មងដាច់ខ្លួនជា2តែម្ដងពេលហ្នឹងមានបិសាចមួយបង្ហាញខ្លួនថាអាណាតែដឹងទៅថាឯងហោះនៅទីនេះយើងគ្រាន់តែចង់ការពារនាវារបស់យើងទេហើយយើងបានឃើញថានាវានឹងគឺធំខ្លាំងមែនទែននៅទាំងអស់គ្នាហើយរឿងយើងក៏បានឆ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងឯងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានបាយបាយ Thinking of you.